Mọi người có tin là mình ăn hết một cái hot dog và một cái pizza không nhỉ? Mà trước tiên thì phải làm nóng cái đã, những món nào càng tiện lợi thì cứ quay lò vi sóng là ăn được. Đặc biệt những món như thế này chỉ cần 30 giây là ăn được rồi nhá, rất chi là tiện luôn. Mình thích ăn pizza của hàng tiện lợi cực kỳ luôn, tại vì nó vừa rẻ, nhanh mà lại còn ngon nữa, nên thấy cái này là mình không thể bỏ qua được. Pizza này có tên là một miếng nhưng không thể nào một miếng mà ăn hết cái này được mọi người ạ, phải tách ra thôi. Cái phần vỏ thì giống như vỏ của hamburger, hơi mềm mềm xốp xốp. Ở bên trong có thịt xúc xích, rau và cả hạt ngô nữa. Đặc biệt cái điểm mà mình thích nhất đó là rất nhiều phô mai nha. Ăn vừa béo vừa thơm, sau cái cảm giác kéo phô mai nó đã gì đâu ấy, ngon xỉu mọi người ạ. Đó, chưa đến 30 giây mà mình đã chén sạch một chiếc pizza luôn, đỉnh không? Ăn hẳn một chiếc pizza siêu to khổng lồ rồi nhưng mà mình vẫn còn thừa sức để ăn một chiếc hot dog nữa. Cái phần vỏ bên ngoài đã cực kỳ thơm rồi nhưng mà bên trong mới gọi là xuất sắc. U là trời, ta nói phô mai ngập nhân luôn, kéo hoài không đứt. Đặc điểm của miếng phô mai này đó là dai dai để mình nhai nhai, chứ không tan chảy như phô mai ở pizza hồi nãy. Ăn hết nửa trên thì là nhân phô mai béo ngậy, còn xuống nửa bên dưới là nhân xúc xích như thế này nha. Cái phần xúc xích thì thơm thơm mặn mặn, thêm chút tương cà ngọt ngọt chua chua, đúng là hoàn hảo mà.